Vâng, em chào các anh nhé. Em lên cho các bác ở đây theo như yêu cầu. Các bác nào mà đang hỏi những cái dòng loa màng trắng nõm carbon của Onkyo nhé. Con này là con N9X đời cao nhất của đời N. Đấy. Đời N9X đời cao nhất của đời N nhá. Này. Hàng về thì đẹp mà như mới luôn. Đấy. Gần như đẹp như mới luôn, rất ít xước sát này. Đấy nhá. Cái hàng này hàng đấu mạng thì tuyệt vời rồi. Đây các anh có thể nhìn này. Đấy. Rất đẹp luôn. Thôi thôi. Đỡ xe đỡ hàng kìa. Đấy. Đấy, rất ít xước sát nhá. Đấy. Còn rất là mới luôn. Hàng cũng vừa mới về bóc kiện đây, tí nữa sẽ còn có bộ dàn đến ông T1 với cả dàn HM71 của Bioner đấy nhá. Đấy. Thì phục vụ các bác, đấy, con này thì hàng đấu mạng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Gần như là như mới luôn nhá. Các anh thấy không ạ? À, những con độ đẹp này rất là ít luôn. Onkyo DN9X nha. Đấy. Đấy. Hàng đẹp xuất sắc luôn các anh nhé. Còn tất nhiên em cũng lưu ý các anh luôn, đây nó là hàng đã qua sử dụng, hàng dù là hàng đấu mạng thì nó vẫn là hàng cũ nhá. Thì có thể nó vẫn sẽ có một vài cái vết xước nọ xước kia một xíu, nó không tránh được 100%, nhưng mà con này thì là phục tặng cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp hơn hàng bãi nô rất nhiều. Hàng bãi nô nó về thì nhiều con, các bác thấy em về nó xầy chụa rồi là nó xước hết các cái xi này từ lâu rồi nhé. Con này phục tặng cực kỳ đẹp luôn, N9X nhé. Đấy. Công suất của nó là đi 70W trở kháng 4 ohm nhé các anh nhé. Đấy, chiều ngang nó khoảng 15.5, sâu khoảng 22. Đây. Chiều ngang là 26.5 này. À 16.5 này. Chiều sâu là đi 23 này. À, chiều cao là đi 29 này. Đường kính loa bát đo hết viền bên ngoài là 13.5 nhá. Đấy. À, màng lõm gân vải xếp nhá. À, con này thì nó là 2.350.000. Bác nào mà đang có nhu cầu mua đôi này thì alo em nhé. Để em có rất là chi tiết và rất là cụ thể nhé, em không hề giấu giếm gì nhé. Đấy, bác nào mà đấy thì báo em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy nhé. Đấy. Đấy nhá thì con này nhá thì giá là 2.350.000 nhá, bác nào mua alo em nhé. Đấy. Ok. Thì chào các anh. Vâng.